liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã tới dự lễ khai mạc triển lãm quốc tế thực phẩm và đồ uống công nghệ thiết bị chế biến bao bì đóng gói thực phẩm Việt Food and Beverage Robot 2022 ngày hôm nay. I would like to start by extending my warm welcome and sincere thanks to all the Việt Food Beverage Propack Vietnam 2022. Ông Lê Thanh Chiến, Phó trưởng đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mr. Lê Thanh Chiến, Deputy Chief Representative in Ho Chi Minh City from the Ministry of Agriculture and Rural Development. Can I start and count? 1, 2, 3, go! Thank you very much for the đây là một triển lãm được mong chờ hàng năm. Sau 26 lần triển lãm và một năm không có tổ chức được do Covid thì chúng ta đã quay trở lại lần này là 26 của Việt Food Beverage Global Park Việt Nam 2022. Và đây là một cái thế giới mà chúng ta không thể nào mà không quan tâm. Nó rất gần gũi với cuộc sống. Nó là đồ ăn thức uống các bạn ạ. Và cả bao bì của sản phẩm nữa. Bởi vì như lời phát biểu của nhiều VIP, đó là sự quan tâm của người ta đang dành cho việc gì? Vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời là những cái gói bao bì của đó. Các bạn gần gũi không ạ? Số các chương trình của Việt Food Beverage và Phòng Khách thì tôi có hân hạnh được mời làm MC hoặc là tức là gọi là host cho những cái triển lãm này. Và đó là một sự vinh hạnh lớn khi mà chúng ta có thể có mặt ở đây và khai trương khai mạc một cái buổi lễ, một cái hoạt triển lãm hoành tráng thế này. Và hy vọng sẽ còn gặp lại các bạn rất nhiều trong những năm sắp tới. Đây là Khang Nguyễn, Thành phố Hồ Chí Minh.